Thật bất ngờ, tôi tìm thấy một chiếc quần lót sen màu vàng trong bịch khoai tây chiên, sau đó là một chiếc bánh bao sữa đỏ bừng nhảy ra và hét vào mặt tôi, đồ biến thái. Thì ra anh họ lo tôi không tìm được bạn gái nên đã sắp xếp cho bánh bao sữa này chia tiền thuê nhà với tôi. Vừa rồi có một cô gái xinh đẹp mặc đồ ngủ bất ngờ xuất hiện trong nhà khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi đã nhảy ra khỏi ghế sofa và nói, cô từ đâu đến? Đặt cái đó xuống trước đi. Tôi oản oản đỏ mặt như quả táo chín. cúi đầu nhìn vật nhỏ mắt lạnh trong tay, tay đỏ bừng xấu hổ vội vàng đặt nó xuống. Thật xin lỗi, tôi đang định lấy khoai tây chiên, lại vô tình chụp lấy. Hưng, đang cố tự vệ, tôi oản oản thận trọng đến gần bàn cà phê, chộp lấy thứ mát lạnh đó rồi nhanh chóng lùi lại. Ánh mắt dán chặt vào tôi, khi lùi lại, cô ấy dẫn phải một chiếc tất và suýt ngã, trông khá đáng yêu. Tôi muốn cười nhưng không dám. Tôi Oản Oản lùi về vị trí cũ rồi dò xét tôi nhìn không giống người xấu. Nhưng một lần nữa, ai lại lấy đồ lót của người khác? Tô Oản Oản ôm chặt điện thoại, thận trọng hỏi, anh là ai xin chào? Chủ nhà, Lâm Hạo Vũ phải không?" Tô Oản Oản bấm số của Lâm Hạo Vũ thận trọng hỏi, "Ông Lâm, đây có phải là ông không? Cuối cùng, cô đã liên lạc với tôi để tôi nói cho cô biết, em họ của tôi, người đẹp trai, tốt bụng, lại giỏi nấu ăn, sắp lên thành phố học, tôi cho nó vào ở. Tôi sẽ giảm một nửa tiền thuê nhà cho cô, sẽ không phải trả tiền điện nước. Tôi đã định nói sớm với cô rồi, nhưng tôi không liên lạc được với cô, cô cũng không trả lời tin nhắn của tôi." Giọng nói của Lâm Hạo Vũ ở đầu bên kia ồn ào, thỉnh thoảng có tiếng lạch cạch, nhưng anh ấy là con trai Tô Oản Oản khẽ cau mày, tôi ở với anh ấy có bất tiện không em không hiểu à, nếu em tìm một cô gái để chia tiền thuê nhà, sẽ dễ dàng bị kẻ xấu nhắm tới hơn, em rất xinh đẹp, có một chàng trai mạnh mẽ, ngay thẳng để bảo vệ em, đây không phải là một ý tưởng tồi phải không, hơn nữa, nó từ nhỏ đã là một chàng trai tốt, tính tình tốt, Lâm Hạo Vũ lập luận một cách thuyết phục, ủng hộ quan điểm của mình bằng logic và khen ngợi, Tô Oản Oản trầm ngâm một lát hợp lý. Gần đây xảy ra vụ các cô gái độc thân bị theo dõi khắp xóm khiến cô sợ hãi đến mức không muốn sống một mình. Cô đã về quê vài ngày với ý định tìm bạn cùng phòng khi trở về. Cô không ngờ chủ nhà đã sắp xếp mọi việc từ trước, cho nên hắn rốt cuộc không phải là kẻ biến thái. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó là những tiếng cười vang lên. Lâm Hạo Vũ cười một lúc mới làm rõ mình không phải kẻ biến thái. Tô Oản Oản cảm thấy khó chịu cúp điện thoại, rốt cuộc anh ấy không phải là một kẻ biến thái. Tôi biết làm gì bây giờ, thừa nhận anh ấy là một chàng trai tốt tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ anh họ của tôi thực sự ân cần như vậy, hay là vợ anh ấy, chủ nhà nói anh là em họ của anh ấy. Tôi oản oản cầm một hộp bánh dâu tây chậm rãi đưa đến trước mặt tôi, xin lỗi vì đã buộc tội anh. Tôi thở dài, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt cô gái trước mặt, đó là một khuôn mặt rất ngây thơ và đáng yêu. Tôi xin lỗi, tôi đã hiểu lầm gọi anh là đồ biến thái. Tôi oản oản ngượng ngùng xin lỗi, lẻ lưỡi, hai má vẫn đỏ bừng. Cô đưa bánh dâu bằng cả hai tay, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi tôi cầm chiếc bánh dâu với vẻ nghi ngờ cô là người thuê nhà à tôi oản oản hồi đối diện tôi nghiêm túc gật đầu tôi thuê được hai tháng rồi mấy ngày trước phải tạm giờ đi có việc vừa nói mắt cô vừa dán vào chiếc bánh dâu đó là miếng cuối cùng ồ hãy coi đó là một món quà chào mừng dành cho bạn tôi nói nhìn cô ấy chăm chú nhìn chiếc bánh trên tay tôi chợt hiểu ra cái bánh thoạt nhìn có vẻ ngon cô ý treo chọc cô ấy tôi mở nắp ra trên mặt bánh bày ba quả dâu tây ừ ừ, ừ tô oản oản háo hức gật đầu giống như gà mổ thóc tôi cầm lên một quả dâu tây ánh mắt tô oản oản theo chuyển động của tôi dừng lại ở môi tôi cô xem tôi sắp ăn rồi tôi trêu chọc cô hơi há miệng nuốt nước, nước miếng tình yêu với đồ ăn hiện rõ tôi không thực sự thích bánh ngọt chỉ cần dâu tây là được tôi nói cảm thấy tiếc vì đã trêu chọc cô ấy thêm nữa đôi mắt cô ấy gần như đang kéo chiếc bánh ra hộp bánh trở về tay tôi loan loan cô ấy cười như một bông hoa thế thì tôi sẽ không lịch sự đâu khi cô ấy ăn bánh dâu tây vẻ mặt hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi sáng lên với tin nhắn từ người yêu tôi. Lưu Nhược An thật nực cười. Chúng tôi đã đồng ý bắt đầu hẹn hò khi cô ấy tròn 18 tuổi. Nhưng trong lễ trưởng thành của cô ấy, tôi đã chứng kiến cảnh cô ấy hôn một tên phú nhị đại. Tôi lập tức chặn cả số điện thoại và biệt danh của cô ấy, An An, trong danh sách đen của mình. Muốn ăn khuya không? Tô oản oản cầm túi thịt bò khô, gật đầu với tôi, đang chơi game trên ghế sofa. Những năm đầu cô theo học tại một trường nữ sinh, nam nhân mà cô tiếp xúc nhiều nhất trong đời chính là cha cô. Đột nhiên ở cạnh một người đàn ông xa lạ khiến cô ấy có chút khó xử. Mỗi khi cô ấy lo lắng, cô sẽ lịch sự hỏi tôi mọi chuyện. Chết tiệt, sao lại có giọng con gái thế? Nghe cũng ngọt ngào nữa giọng nói này được ngày 11 tháng 10. Bạn thực sự đang giấu kho báu trong ngôi nhà vàng của mình. Thảo nào bạn chưa bao giờ ở trong ký túc xá và ăn ngon như vậy. Tôi đang bận cố gắng đạt được pentakill nên tôi thản nhiên trả lời. Dừng lại khoe ở đây thì cho mình điểm 6 nhé vẫn đang cố gắng hoàn thành trò chơi Pentaq này. Thôi nào. Phải đẹp đến từ đâu? Vì người liên quan đang ở đây nên tôi không thể khoe khoang quá nhiều. Tốt hơn là tôi nên tập trung vào trò chơi. Đã đạt được Pentakill. Tôi bùng ngón tay một cách sành điệu. Các bạn tệ quá. Tôi nghi ngờ bạn đến từ Noob Station. Thậm chí không có một tổ chức từ thiện nào có thể giúp bạn tiến bộ. Làm sao bạn chỉ có thể cho tôi điểm 6? Các chàng trai có sự tự tin nhất định khi chơi game. Đặc biệt là những người có thể một tay gánh đồng đội tội oản oản rửa bát xong rồi chuẩn bị mì ăn liền. Thêm một quả trứng ốc vào. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tò mò cô ấy cũng thích chơi game nhưng lại chơi kém và thường xuyên bị mắng đến mức gần như tắt máy. Có lần, cô tức giận đến mức bắt đầu chỉ thề trên mic, yêu cầu mọi người đừng đưa bố mẹ vào cuộc. Các bạn không có bố mẹ à? Anh kêu lên, là những bông hoa của quê hương chúng ta, xin hãy cư xử lịch sự một chút. Giọng nói ngọt ngào của cô không mang lại hiệu quả đáng sợ như mong đợi, nó ngay lập tức khiến cô phải thốt lên bốn tiếng gâu. Khi chúng tôi nhận ra cô ấy là con gái, mọi người đã xin lỗi trong vòng một giây hứa sẽ kiên nhẫn dạy cô ấy nếu cô ấy cảm thấy nhàm chán và quyết định bỏ trò chơi. Tôi oản oản lặng lẽ ăn mì ăn liền, liếc nhìn tôi một lượt. Tôi tính tình rất tốt, nhiều lần rơi vào tình huống bị đồng đội gây sự, nhưng tôi không chửi thề hay tức giận mà luôn mỉm cười rạng rỡ, miệng không ngừng mấp máy kể cả khi trận đấu tạm dừng. Tôi có thể đi giao đồ ăn được không? Cậu giỏi quá, trong khi tôi đang đi giao hàng, tòa tháp gần như đã bị đánh sập. Bạn chỉ quay vòng vòng và thể hiện những bàn nhào lộn thôi. Tôi oản oản vừa rửa bát xong, trùng hợp vừa chơi xong, vừa bước ra khỏi bếp, cô ấy suýt chút nữa đụng phải tôi, khi cô ấy đến gần, mặt tôi không hiểu sao lại đỏ bừng, giọng nói nhẹ nhàng, tôi không sao cả, tôi tự giới thiệu, tôi là Tô Oản Oản, sau này xin hãy chăm sóc tôi nhé à, đúng rồi, đó là xin hãy dạy tôi, nói xong cô ấy càng cúi đầu thấp hơn, tôi không khỏi cười khúc khích, cô ấy khá dễ thương, không chỉ có làn da trắng nõn, dáng vẻ dịu dàng mà còn có giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, khá đáng yêu, tôi đưa tay về phía Tô Oản Oản, rất vui được gặp cô. Tô Oản Oản dè dặt, nhẹ nhàng chạm vào tay tôi rồi nhanh chóng rút ra. Đúng rồi, giọng nói của cô ấy mềm mại như mèo con, dịu dàng đến không ngờ. Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, tôi ở trong phòng ngủ chính, phòng tắm của phòng khách bị hỏng, đi vệ sinh cũng được, nhưng nếu cần tắm thì phải dùng phòng tắm của phòng ngủ chính. Tôi nuốt khan một cách lo lắng điều này chỉ có nghĩa là cậu có thể tự tiện vào phòng ngủ của con gái. Nếu cậu cần tắm, hãy báo trước cho tôi. Tôi oàn oàn mím môi, lông mày nhíu lại, rốt cuộc thì việc một nam một nữ chưa kết hôn sống chung với nhau cũng không thuận tiện lắm nghe vậy tôi cười khúc khích nhưng không trả lời ngay không phải rõ ràng là cô ấy biết chính xác khi nào bạn sẽ tắm sao tôi đề nghị hoặc cô có thể thử tự mình gọi thợ sửa tôi oản oản lấy điện thoại ra mở lịch ra xem ngày tôi vừa hỏi chủ nhà anh ấy nói thợ sửa rất bận sớm nhất anh ấy có thể đến là thứ hai tuần sau tức là còn năm ngày nữa tôi cười nhẹ tôi không đến nỗi mất vệ sinh đến thế đâu tôi chắc chắn sẽ dọn dẹp trước khi vào học bằng không nếu tôi làm bẩn nơi này sẽ không tốt cho danh tiếng của chúng ta với các cựu sinh viên và bạn cùng lớp, phải không? Tôi nói đùa nhưng đó cũng là điều đáng lo ngại. Vậy thì thế nào, tối nay tôi đi tắm trước, cậu đợi tôi nửa tiếng. Con trai bình thường chỉ tắm khoảng 10 phút thôi phải không? Tôi Oản Oản vẻ mặt hoài nghi, cô chưa bao giờ thấy bố mất hơn nửa giờ để tắm. Chết tiệt, không gây ấn tượng được. Tôi nghĩ, cảm thấy xấu hổ hiếm có. Việc đàn ông tắm lâu không có gì lạ, có lẽ tôi chỉ thích sạch sẽ thôi. Tôi nói thêm, cố gắng cứu vãn hình tượng của mình. Tô Oản Oản trầm ngâm gật đầu trong mắt lấp lánh. Tôi thật may mắn khi có một người bạn cùng phòng sạch sẽ, cô khen ngợi tôi, mọi người đều thích được khen ngợi. Tôi mỉm cười tự tin, sạch sẽ không phải là điều tốt sao. Tôi từng đọc trên mạng rằng một số chàng trai chỉ ném tất của mình đi khắp nơi. Tôi oản oản nói xong, cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó. Cô ấy nhìn về phía chiếc tất vừa rồi suýt phóc phải tôi, nằm cạnh bàn cà phê. Tất nhiên, tôi sẽ không nhận những chiếc tất hôi hám đó là của mình. Tôi bất lực thở dài, anh họ của tôi là thế đấy. Hôm qua anh ấy ghé qua một chút, và tất của anh ấy để ở đây Anh ấy thực sự không được sạch sẽ cho lắm Tôi oàn oàn lên nói Chắc anh cũng không hút thuốc phải không Lúc này cô ấy nhận ra điều gì đó Nhìn về phía chiếc gạt tàn trên bàn cà phê Đống tàn thuốc trên đó giống như một ngọn núi nhỏ Ít nhất là 20 hoặc hơn Cảm thấy có chút xấu hổ Tôi giải thích Ý tôi là nó tốt hơn hút thuốc ngoài ban công Để cả nhà không bị ám khói Cô nghĩ sao Theo ánh mắt của cô ấy Tôi thấy cái gạt tàn đầy tàn thuốc Cô nói đúng Tôi trả lời Tôi không hút thuốc nhiều nhưng anh họ tôi thực sự là một người hút thuốc lá thường xuyên. "Gâu, anh ấy hút tất cả những thứ này cùng một lúc à?" Tô Oản Oản trên mặt tràn đầy lo lắng. "Anh ấy không sao chứ?" "Tôi trấn an cô ấy, anh ấy khỏe như trâu." "Ồ, tốt quá." Cô nói, "Vậy anh đi tắm đi, tôi sẽ đợi anh." Tô Oản Oản tùy ý lấy một cuốn sách trên kệ, ngồi trên ghế sofa. Lúc trở về phòng lấy khăn tắm và đồ ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì cửa không đóng kín nên Tô Oản Oản vội vàng mở cửa chạy vào thì thấy trên giường có mấy mảnh quần áo chất đống, chiếc vali bị xẻ đôi trên sàn chiếm diện tích giấy dép vương vãi khắp nơi đến nơi vội vàng tôi chưa kịp dọn dẹp vali tôi giả vờ lấy tay đập vào đầu tại sao anh họ của tôi lại như thế này vứt tất khắp nơi và hút thuốc nhiều thế tôi thở dài điều đó không làm phiền tôi nhiều chúng tôi là anh em nên tôi không làm ầm ĩ về chuyện đó nhưng anh ta lục lọi đồ đạc của tôi và làm loạn nhất là khi chúng tôi không thân thiết đến thế khiến tôi trở thành một kẻ phá bĩnh có chút khó chịu tôi đoán cô ấy nghĩ tôi bừa bộn và không sạch sẽ mỗi lời tôi nói đều là chân thành Tô Oản Oản nhất thời nhìn có chút khó hiểu, sao chủ nhà lại có thể như vậy? Cô nghĩ, bản chất thực sự của anh ta thoạt nhìn không rõ ràng. Tôi gật đầu thật sâu, để tôi dạy bạn một câu, đừng bao giờ đánh giá một người đàn ông qua vẻ bề ngoài của anh ta. Tôi nói một cách nghiêm túc, có một vật tế thần thực sự rất tiện lợi. Tuy nhiên, danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng vì điều đó. Người anh họ hứa hẹn một thời của tôi đã từ một ông chủ đất thành đạt trở thành một kẻ bừa bộn. Tôi lắc đầu tiếp tục, còn anh thì sao? Tôi hơi nghiêng đầu, bề ngoài, bạn có vẻ là một sinh viên đại học thông minh ngu ngốc nhưng thực tế thì tôi gần như nghẹn lời cái gì một sinh viên đại học thông minh ngu ngốc đó không phải là hình ảnh của tôi tôi đang cố gắng miêu tả tôi lúng túng đưa tay vuốt tóc thật xấu hổ làm sao có thể coi tôi là một sinh viên đại học sáng suốt ngóc ngách tốc độ nói của tôi khá nhanh phát âm của cậu không rõ lắm lại có vẻ hơi lạnh lùng run rẩy đầu óc sáng suốt cũng được nhưng ngu ngốc ta thực sự ngu ngốc đến vậy sao đôi mắt của tôi oản oản trong suốt tỏa sáng với sự rõ ràng và sâu sắc. Thật thú vị khi cô ấy có thể nhìn thấu một người một cách rõ ràng và nhận ra sự ngu ngốc như vậy. Ồ, oh, cô ấy lại lặp lại lần nữa. Tôi nghĩ, ồ oh, chờ đã, cô ấy thực sự đang khen tôi. Tôi gãi đầu rồi cố gắng thể hiện sự tự tin tuổi trẻ của mình. Ngu ngốc, tôi tự tin chớp mắt, mang vẻ mặt vô dụng. Vô giá trị thực sự thể hiện sự ngu ngốc. Tôi oàn oàn không khỏi cười nhẹ. Chị nói đúng, sinh viên đại học quả thực rất giỏi ăn nói ngọt ngào chỉ cần nói vài câu là mê luôn cô ấy đã ghi lại tất cả những đặc điểm của tôi vào một cuốn sổ để sau này báo cáo cho chị gái cô. Cô cần tôi làm gì? Tôi chợt nhớ tới tổ. Oản Oản có chuyện muốn nói với tôi, tôi muốn nhắc anh là sữa tắm đã hết, chưa mua mới. Anh tạm dùng xà phòng anh có mang theo sữa tắm không? Nếu không, tôi cho anh một. Giọng nói của tôi Oản Oản ngọt ngào êm dịu, nghe rất dễ chịu. Không, tôi không mang theo, tôi là một gã thô lỗ. Tôi định mua một cái ở tầng dưới khi đi tắm. Đợi một chút đã, tôi trả lời. Tô Oản Oản lao ra khỏi phòng ngủ, chẳng mấy chốc đã quay lại, chạy bộ khiến má cô ửng hồng, đôi tay cô trắng trẻo và dịu dàng cô ấy đưa cho tôi cục xà phòng có mùi thơm nhẹ nhàng, đây là mùi duy nhất còn sót lại anh có thể mua nó, bao nhiêu tiền? Tôi mua, tôi đề nghị, đó là một món quà miễn phí, đừng lo lắng về tiền, cứ yên tâm sử dụng, Tô Oản Oản nghiêm túc trả lời, nhìn chằm chằm vào tôi, dù tôi có nhìn thế nào đi nữa, cô ấy dường như là mẫu mực của sự ngây thơ và ngây thơ, phát ra vẻ trong trẻo của một sinh viên đại học, đầu óc ngu ngốc cô ấy thật đáng yêu, chắc chắn là dễ bị lừa, tôi nghĩ. Cảm ơn tôi nói, lấy xà phòng và đi vào phòng tắm chính để tắm. Một bánh xà phòng không thể tốn nhiều tiền, và bao bì nhìn cũng không đắt tiền. Lát nữa đãi cô ấy một bữa là được. Ban đầu còn tưởng phòng ngủ chính là Lâm Hạo Vũ chiếm giữ nên trước đó chưa mở ra. Đẩy cửa vào, một mùi thơm thoang thoảng dễ chịu bay ra ngoài nó được sắp xếp rõ ràng một cách cẩn thận. Trên chiếc bàn tròn nhỏ có một chiếc máy khoét tán hương liệu hình gấu bông. À, con gái thật lãng mạn, tôi nghĩ thầm. Tôi bật đèn phòng tắm và nhận thấy một chiếc áo choàng ren màu kem ngọt ngào treo trên tường, phù hợp với kiểu dáng của bộ đồ lót mà tôi đã thấy trước đó. Vì vậy có vẻ như các cô gái thích mặc những bộ đồ giống nhau, điều đó làm tôi mở rộng tầm mắt, đột nhiên như thể một cơn gió thổi qua, trong chớp mắt của một con mắt, mọi thứ trước mắt tôi đều biến mất. Bối rối, tôi quay lại, chỉ thấy một bóng người mờ ảo, chết tiệt, anh ta đã ở đây và đi quá nhanh, anh ta không tính đến việc tham gia thế vận hội hay gì đó sao? Tôi nghĩ, lo lắng làm phiền Tô Oản Oản ngủ, tôi nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại, vừa cởi quần áo đi tắm nhưng sau đó tôi nhận thấy một logo quen thuộc được khắc trên xà phòng, xà phòng bảo mẫu thơm, tôi oản oản dùng xà phòng hương nani thuộc loại gia tộc nào, chẳng trách mùi thơm đến thế, hóa ra là hàng xa xỉ, tôi cúi xuống hít một hơi thật sâu, có mùi hoa nhài hòa quyện tinh tế, tươi mát và thanh lịch, với đề gỗ phong phú, tôi rút điện thoại ra để tìm kiếm giá, được sản xuất theo yêu cầu riêng và nó có giá 385 nhân dân tệ một thanh, tôi đã rất sốc cô ấy thực sự là một cô gái nhỏ giàu có, đam mê xa hoa như thế này. Sau 20 phút, tôi tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng ngủ chính đã thấy tôi oản oản đặt sách xuống. Đi về phía tôi anh tắm xong chưa? Đến giờ đi ngủ rồi, cô nói. Chấp mắt, rõ ràng là kiệt sức. Cô muốn hỏi về xà phòng nhưng không thể thốt nên lời. Tôi chúc cô ấy ngủ ngon và nhìn cô ấy vội vã trở về phòng, đóng cửa lại và khóa lại. Tôi đã quen với việc khóa cửa ở nhà, đặc biệt là khi mẹ tôi làm tôi ngạc nhiên khi đến thăm nên điều đó không làm tôi bận tâm. Tôi ngồi xuống ghế sofa, chơi game đến khuya không tốt cho sức khỏe nên tôi quyết định thức trắng đêm sáng hôm sau khi tôi oản oản tỉnh dậy tôi cuối cùng cũng trở về phòng ngủ cô ấy luôn đến và đi vào những giờ bất thường biến ngày thành đêm trong tuần tiếp theo chúng tôi chỉ gặp nhau có vài lần cho đến 7 giờ sáng ngày đầu tiên đến trường tôi oản oản ôm thùng mì tôm lao vào bếp suýt vào vào tôi khi đang nấu ăn trong hộp cơm thủy tinh bốn ngăn có gạt tarizaki các loại rau củ xé nhỏ cay xào tôm cơm khoai lăng tím mùi thơm mê người tôi oản oản liếm môi buột miệng nói thơm quá hôm nay không phải bận sao, tôi che hộp cơm lại, ngạc nhiên nhìn cô ấy, tội oản oản với khuôn mặt đẫm lệ giải thích. Bây giờ là ngày khai giảng, chúng ta đang huấn luyện quân sự, thể lực của tôi không tốt, tôi không muốn làm mình xấu hổ nên tôi quyết định, để đến phòng tập vào phút cuối, đã được vài ngày rồi cô ấy gần như kiệt sức rồi, chẳng trách cô học trường nào, mấy lần trước tôi gặp tội oản oản, cô ấy về muộn, có vẻ mệt mỏi nên không nói chuyện với cô ấy, tôi đang thắc mắc tại sao một cô gái trẻ lại như vậy, mệt quá, đại học Nam Kinh, không phải bạn mới bắt đầu năm thứ nhất trung học sao? Thật ngạc nhiên, tôi cũng đến từ năm đại, làm sao có thể được? Tôi đã là học sinh năm nhất. Ồ, tôi hiểu rồi, tôi tôi cũng là sinh viên năm nhất. Bạn có triệt lớp không? Không, tôi 18 tuổi. Thành tích của tôi không đặc biệt nổi bật, nhưng chị gái tôi đã thúc ép tôi rất nhiều trong năm cuối trung học và điểm số của tôi đã được cải thiện bước vào mây mù. Tôi tưởng tôi oàn oàn nhiều là 16 tuổi, mà cô ấy đang học cấp 2 thì đáng tin hơn. Ngoại hình và tuổi tác của cô ấy cực kỳ không phù hợp. Tôi cũng 18 tuổi, bạn cũng không lớn hơn tôi, phải không? Bạn, tôi nhìn Tô Oản Oản một cách nghi ngờ, hay chúng ta cùng nói cung hoàng đạo của mình cùng một lúc nhé? Tô Oản Oản tò mò gật đầu, tôi ra hiệu và nói, được rồi, chúng ta cùng đếm ngược nhé. Đếm đến 3, hãy nói ký hiệu, 3, 2, 1, Bạch Dương, Sư Tử, cả hai đều sinh cùng một lúc, bạn là nữ Sư Tử, tôi không thể biết được, bạn trông giống như một con thỏ trắng nhỏ, tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu cô ấy lớn hơn tôi, Tôi sẽ không cảm thấy thoải mái khi gọi cô ấy là em gái Tô Oản Oản cảm thấy khó chịu, ngay khi nghe thấy thỏ trắng nhỏ, mỗi lần ai đó gọi cô như vậy, mọi chuyện không bao giờ kết thúc tốt đẹp. Cô nhẹ nhàng đáp, anh cũng không phải là một người đàn ông Bạch Dương lãng mạn. Tôi nhếch mép cười, "Ừ, có lẽ là do chúng ta chưa quen. Bản thân anh cũng có vẻ khá vô lý và nhiệt tình. Nếu tôi không nhiệt tình, anh sẽ nói tôi không giống đàn ông Bạch Dương." Tôi phản công lại, Tô Oản Oản lớn lên dưới sự che chở của cha mẹ và chị gái nên kinh nghiệm xã hội của cô ấy có hạn. Lời nói của tôi dường như khiến cô ấy choáng ngợp, hai má đỏ bừng, như thể cô ấy có thể khóc bất cứ lúc nào. Tôi cố nhịn cười, tôi khuyên bạn, đừng tranh cãi với mọi người khi bạn ra ngoài, nếu không, bạn có thể sẽ khóc khi quá xúc động. Tôi nhét hộp cơm vào ba lô, sáng sớm đừng ăn mì gói, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Tôi làm thêm bánh mì, đây, ăn một cái đi. Tôi đưa cho Tô Oản Oản một phần bánh sandwich, tay cô ấy cứng đờ cầm lấy, đôi môi gần như sắp khóc, anh thật tốt bụng. Cô ấy nhận lấy nó với đôi mắt đẫm lệ. Cảm ơn anh, Tô Oản Oản nhẹ nhàng nói. Vừa rồi tôi không có ý làm anh khó chịu tôi biết, cô không phải cố ý. Tô Oản Oản nhẹ giọng hơn một tiếng. Được rồi, được rồi, tôi vỗ vai Tô Oản Oản. Chúng ta đi học thôi, đợi tôi nhé. Tô Oản Oản nhanh chóng đi theo phía sau tôi. Thằng bé không chỉ là đứa hay khóc nhẹ mà còn khó khăn trong việc định hướng. Mấy ngày gần đây, ngoài việc tập thể dục, nó thường bắt xe buýt đến trường vào buổi sáng và buổi tối để làm quen với lộ trình. Có tôi ở bên, nó sẽ không chịu nổi. Mất nữa, bánh mì kẹp trứng của bạn ngon thật đấy. Tô Oản Oản nói, đi theo phía sau tôi, cầm chiếc bánh mì với vẻ hài lòng, thấy tốc độ chậm chạp của anh ấy, tôi bước chậm lại, xin hãy gọi tôi là thần bếp, tôi nói, rạng rỡ với lời khen ngợi, Tô Oản Oản nghe được lời của tôi thật đáng yêu, cô ấy đã gọi Táo Quân, ngài là thần của tôi, nhưng tôi đã thốt ra hai từ với vẻ mặt không hài lòng, nhưng tôi chỉ không vui lẩm bẩm, thật là xui xẻo, khi nhìn thấy Lưu Như Yên bước lên một chiếc pocher, rời đi, thậm chí còn muốn cười, họ cho rằng tôi vẫn là con chó ngày xưa sao? Không lâu sau, xe buýt từ từ đến tôi vẫy tay ra hiệu cho tô oản oản lên xe cô ấy cũng theo sát phía sau tôi trong khoảng thời gian này những người lớn tuổi được đi xe buýt miễn phí cũng tụ tập xung quanh sôi nổi trò chuyện không thể bám vào tay cầm hay tựa vào thành dây như thường lệ nhưng khi phải chen lên xe buýt họ mạnh mẽ hơn những người trẻ tuổi để tránh sự hỗn loạn tôi kéo tay tô oản oản che chắn cho cô ấy từ phía sau một tay đặt lên vai cô ấy tay kia lăn lỏi qua đám đông cuối cùng chúng tôi cũng lên được xe tất cả các ghế đều đã có người ngồi bởi những người lớn tuổi chúng tôi đứng ở phía sau xe buýt chen lấn giữa đám đông tô oản oản cúi đầu nhìn vào tay tôi đây là lần đầu tiên một chàng trai nắm tay cô ấy chị gái cô ấy rất xuất sắc làm lu mờ cô ấy mỗi khi ở cạnh nhau khiến cô ấy không được chú ý và không có cơ hội tiếp xúc với các chàng trai đôi mắt ngấn nước của cô ấy chấp nhẹ rồi rút tay lại tôi nhận ra cử động của cô ấy đang định trêu chọc những người lớn tuổi sôi nổi thì đột nhiên xe buýt bắt đầu di chuyển tô oản oản mất thăng bằng loạn trọn ngã về phía tôi khi những người phía trước lao tới di chuyển vì không gian chật hẹp Cô ấy mặt đỏ bừng, với những người chen chúc phía sau, tôi cũng không thể di chuyển, bị mắc kẹt trong tư thế đông cứng. Hương hoa hồng độc đáo của cô nhấn chìm mọi giác quan của tôi, che đi mùi hương đặc trưng của xe buýt. Má tổ oản oản vẫn hồng hào ngay cả sau khi xuống xe. Cô ấy đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lén liếc nhìn tôi. Đại học được mệnh danh là thiên đường trong giới đại học, nằm bên bờ biển, vị trí và hồ bán nguyệt được hình thành tự nhiên, được tô điểm bởi giai điệu thơm ngát của chim và hoa ở bất cứ nơi nào bạn đến một cảnh tượng đáng chú ý tô oản oản lấy điện thoại ra và chụp ảnh để gửi cho chị gái bố mẹ cô cho phép cô ở đó một mình với điều kiện phải thường xuyên cập nhật tung tích để đảm bảo an toàn nếu không cả nhà sẽ chuyển đến gần trường để theo học cùng cô ấy cô ấy không còn cách nào khác là phải chăm chỉ báo cáo đã chủ động bắt chuyện tôi ở khoa khoa học máy tính còn cậu thì sao đang học luật à tô oản oản chụp ảnh bông hoa trứng gà đôi mắt cô lấp lánh khi nhắc đến chuyên ngành mình quan tâm khuyến khích mọi người học luật không ngừng nghỉ và quyết liệt làm thế nào bạn lại đi vào con đường luật một thoáng ngạc nhiên thoáng qua trong mắt tôi. Có lẽ là bởi vì cô quá đáng yêu, chưa kể, cô ngay cả trong tranh luận cũng rất yếu đuối. Cô ấy sẽ khóc nếu bị đẩy đi quá xa. Tôi vừa dứt lời, tôi ản oản oản đột nhiên dựa sát vào tôi, thần bí nói. Bởi vì tôi muốn bịt miệng chị gái mình khi tranh cãi, khiến chị ấy không nói nên lời. Tôi không thể không cười khúc khích. Chị gái cô làm gì khiến cô bốc xúc đến mức phải học luật chỉ vì chị ấy. Chị ấy không có, chỉ là chị ấy quá độc đoán, quá hồng hách. Dù thế nào đi nữa, thì luôn cho rằng mình đúng tôi phải nghe lời chị ấy tôi oản oản phồng má chị ấy thậm chí còn kiểm soát cô nhiều hơn cả bố mẹ cô chị ấy rất tốt nhưng luôn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt như thể tôi không có tự do cuộc sống thuận buồm xuôi gió khi mọi thứ đều được sắp xếp cho bạn nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả vào sinh nhật thứ 18 của mình mong muốn của tôi oản oản là trở thành một cô giá độc lập cảm giác như tôi đã tìm được một người hiểu mình với vẻ mặt trịnh trọng tôi nói thêm tôi cũng có một người chị cũng hồng hách như cô chúng tôi từ nhỏ đã bất hòa dù ở đâu cũng nhất định có mâu thuẫn Thật trùng hợp anh cũng có một người chị thích kiểm soát. Tôi oản oản dừng bước cô ấy nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Tôi thắc mắc quả anh đào nghĩa là gì? Tôi oản oản gật đầu giải thích rằng cô ấy ví chị gái mình như quả bom anh đào trong plant với zombies sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Sau một lúc suy nghĩ, tôi tha thiết chọn một loại cây hợp với chị mình vậy chị mình là tỏi, ai cũng hết. Nói xong, chúng tôi cùng mỉm cười. Sau lễ khai giảng, tôi đợi Tô oản oản ở cổng trường, định ra ngoài ăn tối rồi cùng nhau về nhà. Về đến nhà, tôi oàn oàn thay một đôi dép nhìn tôi đặt bánh lên bàn cô ấy luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi cô ấy không hiểu tại sao một người tốt như tôi lại không được lưu như yên thích chỉ là vì cách tôi ăn mặc như một trai thằng điển hình mà thôi điều đó khiến tôi có vẻ khó xử chỉ cần ăn diện một chút chắc chắn sẽ đẹp hơn dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn cùng phòng bình thường mà thôi cô vẫn theo dõi các khoản chi tiêu của mình tổng cộng là 25 cho một bữa ăn cắt tóc nữa là 30, sợ tôi cảm thấy khó xử thêm ghi chú giải thích nguyên tắc chia đều chi phí để đảm bảo kinh phí Tôi thực sự muốn làm bạn tốt với anh lâu dài. Sau đó tôi gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương. Vì cô ấy đã nói như vậy nên dù tôi có muốn thì tôi cũng không thể từ chối. Tôi đang định nói chuyện với cô ấy về xà phòng cô ấy thậm chí còn sợ lợi dụng tôi. Tôi không thể dùng xà phòng của cô ấy miễn phí được. Tôi vừa đến gần phòng, giọng nói ngọt ngào của tôi oàn oàn vang lên. Em gái trần trạch của tôi thật sự rất tốt. Anh ấy chăm sóc tôi rất tốt ngây ngốc sao. Nhìn một cái là có thể biết nam nhân tốt hay không tốt. Em nhanh rời đi đi. Tôi oàn oàn bật loa ngoài điện thoại tôi có thể nghe thấy giọng nói của tô vãn ninh vừa dễ nghe vừa quả quyết nhưng em rất thích căn hộ này và em đã học võ trần trạch trông còn không thể đập chết nổi con ruồi anh ấy sẽ không dám bắt nạt em phải không tôi đứng ở cửa với vẻ mặt khó hiểu không phải tôi trông yếu đuối đến thế tôi chỉ mặc quần áo rộng thùng thình không lộ dáng còn phẩm giá của một người đàn ông thì sao nếu mất phẩm giá đó là vì anh ta không nghe lời em không dọn ra ngoài phải không hắn tên là trần trạch phải không chị đi làm việc của mình đi anh ấy thực sự rất tốt tôi hoàn toàn đừng đẩy tôi nếu chị đánh em, em sẽ báo cảnh sát, em không phải là người tùy ý đánh." Giọng điệu của Tô Oản Oản cuối cùng đã nâng lên. Đầu bên kia điện thoại im lặng trong vài giây, Tô Vãn Ninh sắp bộc phát. Tô Oản Oản cười lạnh nói, "Chị, đừng tức giận. À, đúng rồi, chị ở nước ngoài cũng không thể quản được em." Tô Oản Oản Tô Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi, "Chị, em còn muốn xem TV, chúng ta đừng nói chuyện nữa." Cô cúc máy, Tô Oản Oản lăn lộn trên giường mấy lần. Đây là hương vị của tự do, dù cho chị có đi công tác nước ngoài, cô ấy cũng không thể kiểm soát được mọi thứ. Việc này sẽ không có tác dụng cái này cũng quá lỏng lẻo. Tôi quay trở lại phòng mình, lục lọi quần áo. Quần áo bó sát sẽ tôn lên vóc dáng của tôi tốt hơn. Ai đang đùa vậy? Tôi có cơ bụng đấy, bạn biết đấy. Vừa mới bước ra khỏi phòng, tôi oản oản đang ngồi trên sofa, ăn khoai tây chiên và xem tivi. Tôi ngồi trên ghế sofa đối diện cô ấy. Cái xà phòng đó bao nhiêu tiền? Tôi cho cậu, là quà, không cần trả tiền. Tôi oản oản thản nhiên nói. Nhưng đó là xà phòng cao cấp, tôi trả lời. Tôi biết, tôi oản oản ngây thơ chấp mắt nhưng cô ấy thật sự không muốn tiền. Chị tôi đưa cho tôi nguyên một hộp, nói là miễn phí, không tiêu tiền khiến tôi hoang mang. Điều kiện gì mà có thể tùy tiện nhận được nguyên một hộp miễn phí? Tôi cảm thấy mình vẫn nên đưa tiền cho cô. Tôi cân nhắc nên đề nghị bao nhiêu. Được rồi, ngày mai cậu có thể đãi tôi bữa trưa với những món cậu nấu. Thế là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sự chú ý của tôi oản oản đều đổ dồn vào phim truyền hình. Cô thản nhiên nhận xét về bữa trưa ngày mai. Nếu cô thích, sau khi huấn luyện quân sự, tôi sẽ đích thân nấu cho cô một. Được. Tô Oản Oản quay đầu nhìn tôi, cậu có kỹ năng nấu ăn tuyệt vời, đồ ăn của cậu có vị giống như món mẹ tôi nấu. Cô ấy cười tai toét, dùng ngón tay chọc nhẹ vào vai tôi, sự chân thành ánh lên trong mắt, con trai biết nấu ăn thì đẹp trai, làm sườn xào tỏi được không nóng ngon. Những lời khen ngợi của cô ấy tràn ngập không khí và tôi không thể không mỉm cười. Tôi có thể nấu những món ăn cơ bản, khoai tây thái chua nóng của bạn thực sự rất ngon. Tô Oản Oản đã quên mất kịch tính kịch liệt trên tivi, trong mắt hiện lên vẻ tán thành. Tôi đã ghi chú rồi. Khoai tây thái sợi chua cay và sườn tẩm tỏi, tay nghề nấu nướng của bạn đáng được công nhận, chúng tạo động lực cho tôi nấu ăn. 8 giờ tối, Tô Oản Oản đang mải mê xem phim truyền hình, trong khi tôi hâm nóng bánh bao tôm. Tôi đã đánh giá quá cao sự thèm ăn của mình, nghĩ rằng tôi vẫn có thể ăn chúng. Tuy nhiên, sau khi hâm nóng lại, tôi không thể ăn được một miếng nào. Đột nhiên, Tô Oản Oản xuất hiện ở bên cạnh tôi, người được mùi thơm của bánh bao tôm không ăn được à? Thật đáng tiếc, nó ngon thật đấy. Thật lãng phí. Ừ, phải làm sao đây? ăn mà không ăn hết cũng lãng phí lắm tôi khó xử vậy để tôi giúp cậu ăn đi tôi oản oản liếm môi mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền rõ ràng lộ ra bản chất ham chơi cô ấy như người đến cạnh tôi dùng đũa gắp một chiếc bánh bao tôm bỏ vào miệng cán một miếng cô cảm nhận được hương vị để lại dư vị động lại trong khi tôi oản oản đang thưởng thức món bánh bao tôm tôi nhanh chóng đi tắm trong phòng tắm chính làm xong tôi mới nhận ra mình chỉ mang theo một chiếc khăn tắm tôi tình cờ quấn nó quanh mình khi tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương quan sát các cơ bắp phát triển, cơ bụng săn chắc và vóc dáng rắn dán chắc, tôi dường như khó tin rằng mình thiếu sức mạnh. Với những cơ bắp này, tôi có thể dễ dàng xử lý mọi tình huống. Khi bước ra khỏi phòng ngủ chính, tôi bước chậm lại, định lặng lẽ quay về phòng mình. Tôi oản oản có khứu giác và thính giác rất nhẹ bén. Khi cô ấy quay lại và nhìn thấy tôi để ngực trần, lờ mờ để lộ cơ bụng, mặt cô ấy đỏ bừng. Cô không ngờ vóc dáng của tôi khá ổn, không có mỡ thừa quanh eo, chỉ có thân hình săn chắc. Tôi có xu hướng mặc quần áo rộng thùng thình, tạo cảm giác yếu đuối. Tô Oản Oản nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt cực kỳ mãnh liệt. Tôi nhận thấy ánh mắt rực lửa của cô ấy trước khi chúng tôi chạm mắt, vẻ xấu hổ hiện lên trên mặt cô như thể cô vừa bị bắt quả tang. Ánh mắt của cô ấy không hề dao động, thậm chí còn nhận xét, bạn có một vóc dáng đẹp, cơ bụng đó trông được rèn luyện tốt và rất hấp dẫn thật ra. Cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ đến bể bơi cô thỉnh thoảng bắt gặp video về những người đàn ông có cơ bụng khi lướt qua TikTok, nhưng anh ấy không quan tâm và lướt qua chúng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vóc dáng của một người đàn ông ngoài đời thực. Dù bề ngoài cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trái tim cô lại đập rôn rập như một con nai đang chạy loạn. Tại cô lập tức đỏ bừng, vội vàng trốn vào phòng. Tôi Oản Oản ôm mặt đỏ bừng, nói, mặt nóng quá. Rồi tắt tivi rồi bước từng bước nhỏ nhanh chóng trở về phòng. Đóng cửa lại, tôi đi đi lại lại bên giường, trong lòng chửi rủa. Làm thế nào mà cô ấy lại nhận xét về vóc dáng của tôi? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hiểu nhầm ý định của cô ấy và cô ấy thực sự thích ma thuật hay gì đó? Có lẽ cô ấy chỉ muốn cho tôi thấy rằng cô ấy đã quen với những sự kiện lớn và không mù mờ về mọi thứ, chỉ có những kẻ ngốc mới nhắm mắt hét lên khi nhìn thấy một người đàn ông cởi trần. Ôi, thật xấu hổ, đáng lẽ tôi không nên nói nhiều như vậy, đã đến lúc tắm và ngủ, sự rối loạn nội tâm của tôi cũng kịch tính không kém gì cô ấy. Phải chăng lời khen của cô ấy về vóc dáng của tôi có nghĩa là tôi nên xem xét lại quan điểm của mình về cô ấy? Dù cao và cơ bắp, nhưng cô ấy dường như vẫn không thể kiểm soát được bản thân. Ngày hôm sau, cả tô oản oản và tôi đều dậy cách nhau vài phút ngầm không nhắc đến chuyện tối hôm trước huấn luyện quân sự rất mệt mỏi tôi đưa tô oản oản đến một cửa hàng bánh bao thủ công gần đó cô ấy là một người thích ăn uống ngay khi chúng tôi mua về cô ấy đã vui vẻ ăn ngấu nghiến những chiếc bánh bao béo ngậy chúng rất ngon và vừa miệng cô kêu lên giơ ngón tay cái lên ăn ngon lắm ăn nhiều đi nếu cậu muốn ăn thêm thì lấy của tôi ăn đi tôi đề nghị trong giờ nghỉ huấn luyện quân sự tôi nhận được tin nhắn của tô oản oản nói rằng cô ấy đang ăn trưa cùng với triệu ninh ngọc trong lớp có cảm giác như cô ấy đang báo cáo bạn trai vậy. Tôi hơi sửng sốt, sau đó thản nhiên trả lời rằng cô ấy chọn ai đã ăn chưa, không cần phải nói cụ thể cho tôi biết tinh nghịch trả lời, ảnh đại diện của cậu cạnh ảnh của chị tôi. Tôi gửi nhầm người rồi, định báo cáo với chị tôi ngay sau đó. Cô ấy gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn báo cáo đã gửi cho tôi Vãn Ninh, với nội dung giống hệt với tin nhắn cô ấy gửi cho tôi. Tôi thấy xấu hổ đến buồn cười, xấu hổ quá nên đành phải đổi chủ đề. Tôi hỏi, nếu triệu ninh ngọc xa cách như mọi người nói trên mạng thì tô oản oản lại hiểu lầm cho rằng tôi có hứng thú với triệu ninh ngọc cô ấy không chỉ cho rằng tôi có hứng thú với triệu ninh ngọc mà còn chia sẻ chi tiết về những lần tiếp xúc của cô với cô ấy suy luận rằng cô ấy là người dè dặt một người có nội tâm ấm áp cô ấy thậm chí còn đưa cô ấy đến để giới thiệu với chúng tôi trần trạch tô oản oản chào triệu ninh ngọc và tôi triệu ninh ngọc thực sự xứng với danh mỹ nhân của nam đại trong quá trình huấn luyện quân sự của mình trong bộ đồng phục cô ấy toát ra thần thái lạnh lùng và đẹp trai thu hút sự chú ý Tuy nhiên, sự chú ý của tôi ban đầu lại đổ dồn vào khuôn mặt vui vẻ như tia nắng của Tô Oản Oản nếu phải miêu tả cô ấy bằng một câu thì cô ấy chắc chắn là một bông hoa hướng dương tràn đầy sức sống. Này, Oản Oản, tôi vẫy tay với Tô Oản Oản và gật đầu lịch sự với Triệu Ninh Ngọc. Chào tiền bối, tôi chào cô ấy. Tiền bối, đây chính là Trần Trạch mà tôi đã nhắc tới. Tô Oản Oản nói, đem tôi coi như bảo bối đối với Triệu Ninh Ngọc. Người ta nói Triệu Ninh Ngọc là một mỹ nhân xa cách, nhưng Tô Oản Oản lại không thấy như vậy. Rõ ràng cô ấy là một mỹ nhân quyến rũ, chỉ trong hai ngày tiếp xúc, cô ấy đã nhiều lần chứng kiến sự lơ đãng của cô ấy. Tôi là người vui vẻ, kiểu người có trái tim ấm áp, hoàn toàn phù hợp với Triệu Ninh Ngọc. Trần Trạch mau giới thiệu bản thân với tiền bối đi. Tô Oản Oản liều mạng thúc giục tôi, ra hiệu cho tôi phát huy ưu điểm của mình. Bầu không khí đột nhiên giống như một cuộc xem mắt, và tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng tôi là Trần Trạch. Rất vui được gặp cậu, tôi cười lúng túng, cha, khá trang trọng đấy, Tô Oản Oản nhận xét sự nhiệt tình của cô ấy khiến cả hai chúng tôi nhất thời không nói nên lời. Triệu Ninh Ngọc ban đầu không muốn đồng ý, nhưng việc gặp tôi như tội Tô oản oản mô tả đã khiến cô ấy phải xem xét lại. Anh ấy có vẻ giống như một chàng trai xuất sắc khác cần tìm hiểu tôi nhiều hơn. Xin chào, Triệu Ninh Ngọc. Tôi chào. Nhận thấy giọng nói của cô ấy có chút lường biếng, cô đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra. Tôi vừa mới huấn luyện quân sự xong, còn chưa rửa tay. Tôi cười ngượng ngùng xin lỗi. Xin lỗi nếu tay tôi hơi bẩn. Không sao đâu. Triệu Ninh Ngọc định rút tay lại, nhưng vật nhỏ đáng yêu tội oản oản lại ôm chặt mỉm cười nhẹ nhàng không có tay để nắm thì tôi hoàn oản sẽ không đẹp, bàn tay của em gái bạn luôn thơm như vậy, Tôi Oản Oản trêu chọc, lộ ra vẻ mặt kiêu hãnh như muốn ám chỉ rằng tôi không biết nắm bắt cơ hội, tôi bối rối trước phản ứng của cô ấy, Tôi Oản Oản nắm chặt tay Triệu Ninh Ngọc, trong khi Triệu Ninh Ngọc vốn dè dặt như thường ngày lại dường như thụ một phần năng lượng của cô, nói đùa, lần sau nhớ rửa tay thường xuyên hơn nhé, tôi đã rất ngạc nhiên, đây chính xác là cách người lạnh lùng trong lời đồn, không có gì ngạc nhiên khi tôi không hiểu cô ấy. Mọi người ở Nam Đại đều biết rằng Triệu Ninh Ngọc thực sự rất xa cách, nếu ai đó có tình cảm với cô ấy, họ sẽ rơi nước mắt. Tôi chưa bao giờ thấy Triệu Ninh Ngọc đùa giỡn hiểu rồi, Tô Oản Oản nói, dùng ngón trỏ chọc vào tôi, "Bạn nghĩ tôi choáng váng trước vẻ đẹp của chị hả? Hãy nhớ điều đó." Cô nói thêm với giọng điệu vui tươi. Tôi gật đầu lúng túng, "Chân trạch, cậu ở Nam Đại có nhiều bạn không?" Giọng nói của Triệu Ninh Ngọc ấm áp và thân thiện. Tôi thắc mắc tại sao chị lại hỏi điều này, tôi thành thật trả lời rằng tôi không có nhiều bạn, ngoài người bạn thời cấp ba phương đại tài và oàn oàn nghe tôi đáp lại tôi nhận thấy trong mắt triệu ninh ngọc thoáng qua một tia thất vọng cô nhanh chóng che đậy nó bằng một nụ cười nhẹ bây giờ cậu có nhiều bạn hơn rồi nếu cậu cần bất cứ điều gì cậu có thể đến gặp thôi tôi oàn oàn nghĩ rằng chị sẽ không quan tâm đến tôi nên rất ngạc nhiên suy cho cùng những anh chàng đẹp trai nhất trường đều mê mẩn chị nhưng chị vẫn không lay chuyển cô ấy thầm hy vọng được làm may mối và may mối cho một cặp đôi nhưng có vẻ như tỷ cũng có hứng thú với tôi tại sao tôi lại có những cảm giác kỳ lạ này tôi cũng có chung mối nghi ngờ như tô oản oản tại sao chị có vẻ khác với tôi tôi không ý kiến tôi không mong đợi điều gì nhưng triệu ninh ngọc dường như muốn làm gì đó tối hôm đó khoảng 9 giờ tối tôi và tô oản oản lên xe buýt về tô oản oản đang ngủ gật tài xế đột ngột chuyển hướng khiến cô ấy nghiêng người về phía tôi tôi đang định chia sẻ sự việc hài hước này với vương đại tài thì quay lại thì thấy cô ấy đang dựa đầu vào vai tôi ngủ tôi không dám cử động sợ làm phiền cô ấy mặc dù đây là một tình huống bất ngờ nhưng xét đến việc kiệt sức vì huấn luyện quân sự tôi đã không đánh thức cô ấy tôi đợi cho đến khi chúng tôi đến điểm rừng rồi mới vỗ nhẹ vào vai cô ấy à tôi oản oản dụi dụi đôi mắt buồn ngủ chúng ta tới rồi cô chạm vào môi mình nhẹ nhõm thì mình đã không chảy nước dãi nếu không thì sẽ xấu hổ lắm cậu đói à chúng ta đi ăn phở bò ở tầng dưới tôi rất thích phở bò ở tầng dưới thịt không nhiều một phần mì ba lạng cũng bằng hai lạng nhưng dầu ớt rất thơm nghe hay đấy tôi oản oản liếm môi thật trùng hợp tôi cũng đói một phần ba lạng phở bò thêm ớt còn muốn một phần một lạng phở bò với thêm một quả trứng lược và một quả trứng om. Ngoài ra tôi muốn một suất đậu phụ và thanh cua. Cảm ơn ông chủ. Tô Vạn Loan gọi món xong, cô ấy vẫn đang suy nghĩ xem có nên thêm gì nữa không tôi trêu em ăn lẩu cay à. Tô Vạn Uyển chấp chấp mắt, ngẫm nghĩ lời nói của tôi, một lúc sau mới thở dài, có chút u ám nói, tôi có gì kỳ lạ sao? Không, không, tôi vội vàng trấn an cô ấy, cảm nhận được sự không vui của cô ấy. Xin lỗi tôi nói thêm, cảm thấy tội lỗi vì đã trêu chọc cô ấy. Mì đến nhanh chóng. Món của tôi khá đơn giản: ba miếng thịt bò phủ dầu ớt và hành lá sắt nhỏ với hai cọng rau xanh trang trí. Con gái không cần theo đuổi sự hoàn hảo, công bằng, mũng mỹ một chút, dễ thương cũng duyên dáng. Bà chủ trẻ bao bọc trong khí chất của người mẹ vẫn dạng dỡ bà chủ là một người phụ nữ hấp dẫn với chiếc bờm đen bồng bềnh, lười biếng khoác trên vai với lối trang điểm đơn giản làm nổi bật đôi má hồng hào. Cô ấy toát lên thần thái quyến rũ chỉ mặc áo phông trơn và quần jean thắt tạp dề quanh eo nhưng phong thái thì không chê vào đâu được. Không thể nói là cô ấy đã sinh con, một đứa trẻ, bà chủ quán có vẻ thích con gái, đáng tiếc lại có một cậu con trai. Nhìn thấy tô oản oản tràn đầy sức sống bà cũng vui mừng, khẩu phần ăn rất hào phóng, mì thịt bò của tôi chỉ là vai phụ, trong khi khẩu phần bình thường chỉ là một đứa trẻ, hai miếng da đậu hũ, cô cho tôi một miếng rưỡi, còn thêm một miếng thanh cua, thay vì số lượng như thường lệ thì có năm viên khá, tô oản oản ngọt ngào mỉm cười nói, ăn ngon được là phúc. Bà chủ chậm rãi nhìn tôi và nhận xét, thật là một cô gái đáng yêu bà chủ tiếp tục, chàng trai trẻ, cậu nên trân trọng cô ấy. Lúc tôi còn đang nhai mì, Tô Oản Oản đỏ mặt vội vàng giải thích, chúng ta không phải lại quan hệ đó, chúng ta chỉ là bạn cùng phòng thôi. Bà chủ khẳng định, bạn cùng phòng cũng có thể trở thành người yêu, bạn biết đấy, con trai lớn của tôi chỉ mới 11 tuổi, nếu không, tôi đã muốn Tô Oản Oản làm con dâu của mình. Cô ấy vừa nói xong, tôi và Tô Oản Oản đều đỏ mặt, trò đùa này đã đi quá xa rồi, thật vui khi được gặp hai người khiến tôi nhớ đến tuổi trẻ của mình. Bà chủ mỉm cười nói, sau đó thêm hai chữ nữa thêm miếng thịt bò và mỗi bát của chúng tôi coi đó là một món quà miễn phí của tôi. Hãy tận hưởng, tôi oản oản ngọt ngào cảm ơn chị ơi, chị có sức quyến rũ tuyệt vời, sau này chắc chắn em sẽ đến quán chị thường xuyên hơn. Mỗi lần cắn đều gọi chị, thực sự rất thú vị, cảm ơn lòng tốt của chị, em cưỡi trên làn sóng của chị, tôi không khỏi nói thêm, quả thực, xinh đẹp mới thu hút người ta. Trong tuần trước khi khai giảng, tôi chắc chắn sẽ ghé qua cửa hàng này mỗi ngày. Mặc dù chủ cửa hàng luôn lịch sự với tất cả khách hàng, nhưng khi có Tô Oản Oản ở đây thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Các đặc quyền dành cho khách hàng mới vượt trội hơn so với khách hàng thường xuyên cũ này. Chắc hẳn em đã xinh đẹp từ nhỏ rồi." Tô Oản Oản trên đường về nhà, vừa bước vào thang máy, tôi không nhịn được hỏi, "Có phải người đẹp sẽ được ưu đãi đặc biệt không?" Tô Oản Oản quay sang tôi, tự hỏi, "Em có được ưu đãi đặc biệt vì xinh đẹp không?" Tôi nhướng mày, giống như khi người bán hàng cho bạn thêm que cua và chả cá. "Thật sao?" Tô Oản Oản trầm tư một lát, lắc đầu với tôi sao có thể như vậy, con lớn lên không cân xứng. Tôi cảm thấy tò mò, theo lý mà nói, cô ấy không phải là kém hấp dẫn khi còn nhỏ. Tôi oản oản lấy điện thoại ra cho tôi xem một số bức ảnh thời thơ ấu, đưa cho tôi, hồi nhỏ tôi cũng không dễ thương lắm. Đây là cách tôi đã nhìn, trong ảnh, cô ấy mặc một chiếc váy công chúa, khuôn mặt mũm mĩm xinh xắn và đáng yêu, với nụ cười ngọt ngào. Tôi không nói nên lời, đây có phải là vơ sai không? Với vẻ ngoài này, cô ấy có thể là một ngôi sao nhí. Bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc sống cho đến khi chúng tôi trở về nhà. Tô Oản Oản tìm kiếm những bức ảnh thời thơ ấu của chị gái Tô Vãn Ninh, tôi mới nhận ra cô ấy nói sự thật, vẻ đáng yêu mờ nhạt trước sự thanh nhã. Tô Vãn Ninh chỉ hơn Tô Oản Oản 5 tuổi và cô từ nhỏ đã xinh đẹp, là loại vẻ đẹp một lần nhìn thấy liền không thể nào quên. Tô Oản Oản cho tôi xem ảnh Tô Vãn Ninh năm 13 tuổi, có khí chất lạnh lùng, đôi mắt sáng như ngọc nhưng lại lạnh lùng xa cách, mái tóc đen thẳng, sát ra đầu là kiểu tóc tai hại nhất, chỉ làm nổi bật khí chất cao quý và xa cách của cô. Tô Oản Oản xuất hiện như một tiểu mỹ nhân dễ thương, nhưng lại có một vẻ ngoài khác lạ, bức ảnh tập thể đứng cạnh tô vãn ninh, cô ấy rất dễ bị bỏ qua thảo nào cô ấy không được đối xử đặc biệt, không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả sự thiên vị đều thuộc về chị gái cô, và sự nghiệp của cô trong xã hội thật đáng chú ý, là một blogger du lịch. Giờ đây cô kiếm được 150.000 cho một bài đăng, và cô ấy kiếm được khoảng 3 triệu mỗi năm từ các video ngắn sau thuế. Tôi có vẻ bối rối, nghèo đói giới hạn trí tưởng tượng. Đó có phải là cảm giác nổi tiếng trên mạng không? Câu gì? làm sao một người luôn đeo kính dâm lại trở nên nổi tiếng đến vậy? Được biết đến với cái tên cảm giác bầu không khí, chiếc kính dâm của câu di đã làm dấy lên sự tò mò về khuôn mặt ẩn bên dưới. Với tổng số 20 triệu người hâm mộ trên nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau, Tô Vãn Ninh cũng rất nổi tiếng trong giới blogger du lịch. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi cảm thấy mình đã thành công tôi đã đã gặp em gái của một người nổi tiếng trên mạng. Nói một cách vòng pho thì tôi cũng đã gặp cô ấy rồi tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Tôi chỉ nói với cô về điều này thôi, tôi nhắc nhở cô ấy. Đừng nhắc đến chuyện đó với bất kỳ ai khác. Tô Oản Oản là một động tác im lặng, biểu thì không muốn bị chị gái xé nát, tôi là một động tác ok, không khỏi kinh ngạc trước ghen mạnh mẽ của nhà họ Tô có thể sinh ra hai cô con gái xinh đẹp. Tôi chưa từng thấy Tô Vãn Ninh lớn lên, không khó để tưởng tượng cô ấy là một mỹ nhân tuyệt sắc, và Tô Oản Oản cũng là một loại mỹ nhân đáng yêu. Vậy nên bạn biết tại sao tôi chỉ là nhân vật nền mà thôi. Oản Oản chớp mắt nhẹ, cho dù tôi không muốn làm nền cũng khó, cô thậm chí còn đẹp hơn. Tôi bột miệng nói đây là lần đầu tiên có người nói điều này với tô oản oản trong đời cô ấy trần trạch cậu nghiêm túc sao sau khi tô oản oản nhận ra lời tôi nói cô ấy rất cảm động đôi mắt cô ấy chớp chớp nhẹ nhàng rưng rưng nước mắt thấy cô ấy xúc động như vậy tôi mỉm cười xoa đầu cô ấy tôi không nói dối ngoại hình của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rất đáng yêu tôi chấn an cô ấy tô oản oản cười ngọt ngào lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu cũng rất đáng yêu nghe cô ấy nói tôi không thể rũ bỏ được cảm giác kỳ lạ này có lẽ tôi vẫn chưa quên lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi, gọi tôi là kẻ lưu manh. Nghĩ đến cảnh đó, tôi quả thực cư xử như một kẻ lưu manh, cầm quần lót của con gái sau khi huấn luyện quân sự kết thúc. Trên đường trở về, tôi oản oản đã suy nghĩ xem bữa tối nên ăn gì. Trong thời gian huấn luyện cô ấy đã sụt mất hai cân, mì ốc quá no, đi ngủ vẫn cảm thấy no đã chán gà rán và không muốn ăn nữa. Lời cằn nhằn của cô ấy cực kỳ dễ thương còn tôm càng thì sao? Tôi nhìn thấy một quầy bán tôm bên đường, tôi oản oản gật đầu mạnh mẽ, tôi thích nhất là tôm càng. Cô ấy hăng hai bước về phía quầy bán tôm nhưng tôi đã chụp lấy ba lô của cô ấy và kéo cô ấy lại, thân thể Tô Oản Oản va vào tôi, trong ba lô của cô ấy có một bình nước, ngực tôi khá vững chắc nên va chạm không ảnh hưởng nhiều đến tôi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, vị cay quá, không phải món đó, nhìn này, tôi đã từng gọi món ở nơi này trước đây, hương vị rất tuyệt và họ cho những phần ăn rất hào phóng, tôi thả tay ra và cho Tô Oản Oản xem trang bán tôm hùm đất trên điện thoại, Tô Oản Oản vui vẻ gật đầu, về đến nhà, chúng tôi đặt tôm càng, may mắn thay trên điện thoại đều có phiếu giảm giá lớn, mỗi người gọi một phần tôm càng tươi mới giết mổ, theo nguyên tắc của các cô là trên hết, tôi luôn để Tô Oản Oản giặt quần áo trước, Tô Oản Oản mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ đáng yêu, tinh tế đi đến ban công, ném quần áo vào trong, sau đó quay lại cửa chờ đồ ăn mang về sau 2 phút rưỡi, Tô Oản Oản nhận được đồ giao hàng, nhìn thấy một cô gái giao hàng dễ thương ở cửa, người giao hàng nhận xét rằng một cô gái có thể ăn khá nhiều, tôi nhanh chóng bước tới cửa, liếc nhìn người lái xe lén lút như tôi nhận lấy con tôm từ tay Tô Loan Loan anh sẽ lấy nó, em yêu. Người cưỡi ngựa nhận thấy xung quanh có người đàn ông, lẩm bẩm một câu ăn cơ một lát rồi miễn cưỡng bước đi. Sau khi đặt tôm vào đúng vị trí, tôi nhìn thấy tô loan loan bước từng bước nhỏ đến bên cạnh tôi, mặt đỏ bừng, giống như mèo con đang cào cấu ngứa ngáy trần trạch. Anh vừa gọi tôi là em yêu, tôi sợ người giao hàng có ý đồ xấu. Tôi mở hai phần tôm càng, lấy mì và coca cola do nhà hàng cung cấp đưa cho tô oản oản đã làm cho nó ngon hơn. Tô vạn loan cầm cola vui vẻ cho vào tủ lạnh rồi quay người chạy tới chỗ tôi có một số người giao hàng có ý đồ xấu. Một số người trong số họ có ý đồ xấu và đặc biệt nhắm vào những nơi có các cô gái độc thân sinh sống cô đẹp như vậy. Nếu bị nhắm đến sẽ rất nguy hiểm. Nếu anh ta nhìn thấy tôi sẽ không dám làm gì. Không đánh dấu cô độc thân thì sẽ an toàn hơn. Tôi thường thấy những bài đăng về việc cô gái độc thân bị người giao hàng quấy rối nên tôi cũng thận trọng để tránh những rắc rối không đáng có cậu gọi tôi là em yêu. Tôi oản oản phồng bá lên, trong mắt ẩn chứa ý cười. Tôi phát ra âm thanh khá hay không phải điều đó đang đánh lừa cô ấy sao sống cùng bạn cùng phòng có cảm giác khác với ở cùng bạn trai, tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Tô Oản Oản cắn nhẹ môi nói, cô ấy vẫn còn chú ý chứ? Và lúc đó, bầu không khí trong mắt Tô Oản Oản hướng về tôi tràn ngập sự thân mật, ngay cả đôi mắt của cô ấy dường như cũng được tô điểm bởi những ngôi sao, cam dỗ người ta rơi vào đó. Có cái gì trên mặt tôi à? Nhìn thấy Tô Vạn Loan đang nhìn chằm chằm vào mình, bản năng thẳng nam của tôi trỗi dậy, phản ứng đầu tiên của tôi là tôi chưa rửa mặt đúng cách à? cô ấy phủ nhận nó một cách kịch liệt. tôi hoàn toàn không có khẩu vị lớn, là một tín đồ của các món ăn kèm. cô đã no nhưng vẫn còn một phần lớn. tôi đưa cho cô ấy con tôm mà tôi đã lột cho cô ấy. sau đó cô ấy thở dài, trần trạch, anh nấu rất ngon và rất ngon. sau này nhất định tôi sẽ có một người bạn trai ngang cậu. tôi cảm thấy xấu hổ khi được khen ngợi. nếu tìm được bạn đời vì tài nấu nướng của tôi thì cậu nợ cậu tôi một lời cảm ơn lớn. tất cả là nhờ tài nấu nướng của chị tôi. quá khủng khiếp. khi bố mẹ tôi bận ở ngoài, chị ấy nấu ăn cho tôi cô ấy đúng là sát thủ bếp núc và đồ ăn của chị ấy tệ đến mức có thể hấp bánh bao thành bột nhão tôi phải tự nấu ăn hồi đó tôi còn nhỏ với kỹ năng nấu ăn trung bình nhưng tôi có thể ăn đồ do chính mình nấu mà không gặp vấn đề gì sau này tôi có động lực theo đuổi người mình yêu lưu như yến và tôi đã xem qua vô số công thức nấu ăn tôi nhanh chóng trở thành đầu bếp tôi khá tò mò về điều đó chính chị gái anh đôi mắt tôi oản oản lấp lánh sự tò mò tôi bùng ngón tay có nên nói hay không tôi cũng khá tò mò về chị gái cậu nếu chị tôi và chị gái cậu đánh nhau cậu nghĩ ai sẽ thắng? Tô Oản Oản cảm thấy hơi ngà ngà say vì đồ uống có ga và hơi ấm của đồ ăn, sắc mặt đỏ bừng. Trong khi tôi cố gắng giữ bình tĩnh thì khi nghe câu hỏi của cô ấy, cô ấy nhấn mày. Điều đó sẽ phụ thuộc vào khả năng chiến đấu của họ chị gái tôi khá đáng gờm. Cô ấy không bao giờ bỏ qua mối hận thù. Trong gia đình tôi, có lẽ tôi là người duy nhất có thể phần nào giữ vững lập trường trước cô ấy. Trong mắt người khác, cô ấy giống như một kẻ ông chủ lớn, siêu đáng sợ. Tôi nghĩ có thể là cô ấy. Khả năng chiến đấu của tôi oản oản cũng không tệ. Ồ, cô ấy chắc chắn đang tìm cách trả thù cho bất kỳ sai lầm nào đã xảy ra với mình. Có vẻ như cả hai đều đang đánh bom hẹn giờ một cái là quả bom tích tắc, chỉ chờ nổ bang, bang, bang. Ha ha, họ còn chưa có cơ hội gặp nhau. Nếu không, tôi rất mong chờ. Đúng, ừ, chính xác, họ trao nhau một nụ cười mà không biết về thảm họa sắp xảy ra. Trên chuyến bay quốc tế đến sân bay, Tô Vãn Ninh đắp một chiếc chăn nhỏ, uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, em gái chết tiệt, em dám cướp máy à? Ừ. Tôi chỉ muốn xem anh chàng đó có tốt như anh nói hay không, còn tên chủ nhà nào dám sắp xếp bạn cùng phòng cho em gái mình mà không xin phép thì sẽ không thoát khỏi đâu. Cùng lúc đó, một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, sành điệu đẩy vali vào ga xe lửa, cô ấy xinh đẹp, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, thậm chí có người còn không nhịn được lấy điện thoại ra chụp lén. Sau khi lên tàu cao tốc và tìm được chỗ ngồi, cô ấy liếc nhìn tấm vé của mình, trên đó cho biết cuộc hành trình hướng đến thành phố Nam, một chuyến đi kéo dài 8 giờ. Cô đã gây sự với em trai thôi bạch liên hoa cô chết chắc rồi